Góc khuất chuyện ấy tại Olympic Paris năm 2024. Trong một video TikTok có 2,7 triệu lượt xem, vận động viên lặn người Mỹ Tom Daley đã thử độ bền của chiếc giường dành cho một người tại làng vận động viên Olympic Paris năm 2024. Anh làm nhiều động tác khác nhau như nhún nhảy, lộn nhào hay bay người vào chiếc giường cá nhân nhưng nó vẫn đứng vững. Chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra, đó là tin giả, Tom Daley viết. Daily đang nói về việc những chiếc giường làm bằng bìa các tông được cho là để ngăn chặn tình trạng quan hệ tình dục tại làng vận động viên. Không riêng anh, nhiều vận động viên tới từ các quốc gia khác cũng đã thử độ bền của những chiếc giường. Cầu thủ bóng chày Israel Ben Wanger đăng một video lên TikTok về cảnh anh nhảy lên giường mà không làm hỏng nó. Vận động viên thể dục dụng cụ Israel G. Mark Glenahan đã chứng minh rằng khung giường chắc chắn hơn rất nhiều so với thông tin trước đó. Giường cát tông đã được bắt đầu sử dụng từ Olympic Tokyo năm 2020 với mục đích bảo vệ môi trường. Dù vậy, nhiều luồng ý kiến cho rằng nhà chức trách muốn hạn chế tình trạng quan hệ tình dục trong quá trình diễn ra thể vận hội. Đương nhiên, lập luận này gần như được bác bỏ trước việc những chiếc giường không mong manh như phần đông người vẫn nghĩ. Ngoài ra, ban tổ chức Olympic năm 2024 phát miễn phí tới 350.000 bao cao su cũng cho thấy việc ngăn vận động viên quan hệ tình dục khi tham dự thể vận hội là thiếu cơ sở. Trước đó, tại Olympic Tokyo năm 2020, 200.000 chiếc bao cao su cũng được cung cấp miễn phí. Trước hết, có thể thấy, các vận động viên thường ở trong trạng thái thể chất đỉnh cao nên nhiều suy luận cho rằng ham muốn cao chuyện ấy. Nhưng theo nhà nghiên cứu Eric Anderson, sự quan tâm tới tình dục vốn là xu hướng chung của xã hội, đặc biệt với những người nổi tiếng. Chúng ta nhìn nhận tình dục phần lớn tiêu cực, nói về điều này thì thầm nhưng lại không luôn quan tâm đến chủ đề này. Trong khi đó, Olympic là sự kiện quy tụ hàng nghìn vận động viên trẻ đang ở đỉnh cao phong độ từ khắp nơi trên thế giới và họ thường có ngoại hình ưa nhìn. Thêm vào đó, mọi người nói chung có xu hướng tự hỏi và tưởng tượng về cuộc sống riêng tư của vận động viên chuyên nghiệp và người nổi tiếng, Eric Anderson nói. Đồng quan điểm, bà Sajana Zerdat, một nhà tâm lý học xã hội nhận định, tình dục không phải là điều gì bất thường giữa những người trẻ tuổi trong bối cảnh xã hội chung và thế vận hội không ngoại lệ. Mỗi lần có thế vận hội, mọi người sẽ hỏi tôi, vận động viên có được quan hệ tình dục không? Điều này có làm họ yếu đi không? Có an toàn không? Nhìn chung, bất kỳ cuộc tụ họp nào của mọi người, ngay cả ở các buổi hòa nhạc, nghệ thuật lớn, đều có những cuộc trò chuyện về tình dục, khoái cảm và kết nối, bởi vì đây là một trong những cách mọi người kết nối. Mặc dù vậy, theo bà Sajana Zerdat, sự tò mò về tình dục của các vận động viên Olympic là bình thường, nhưng đôi khi nó có thể đi quá xa, không phù hợp. Phán đoán không phải là điều thực sự cần theo đuổi trong hoàn cảnh này. Chúng ta không biết những vận động viên thực sự làm gì và không thể nói thay họ. Trong khi đó, Ian Kerner, một nhà trị liệu, chuyên gia tình dục và mối quan hệ nghi ngờ những tin đồn về tình dục trong làng Olympic phần lớn là bị thổi phồng. Theo ông, các vận động viên Olympic có công việc quan trọng phải làm. Đôi khi nghe có vẻ như ngoài lúc thi đấu, họ sẽ chìm đắm vào những bữa tiệc thể xác, nhưng rất có thể họ đang tập trung vào giấc ngủ. Ian Kerner thẳng thắn nhận định. Tờ Daily Mail tiết lộ, nữ vận động viên chèo thuyền người Mỹ Emily Delemon đã đăng tải một video lên TikTok với nội dung liên quan đến việc tìm kiếm bạn tình ở Olympic Paris. Mục đích của cô muốn người hâm mộ hiểu rõ rằng làng Olympic không phải điểm nóng cho các cuộc tình gặp gỡ kiểu tình một đêm như phần đông công chúng vẫn suy nghĩ. Cô tải ứng dụng hẹn hò Tinder, thay đổi vị trí của mình thành làng Olympic để gấp đôi với những vận động viên khác. Dù vậy, Delemon cho biết ứng dụng hẹn hò này đã thổi phồng tiềm năng kết nối. Tôi đã rất phấn khích, kỳ vọng đang tăng lên. Tôi trang trí hồ sơ của mình thật đẹp, nhưng khi tôi bắt đầu cuộn, hầu như không có vận động viên nào khác trên ứng dụng. Tôi đã thu hẹp vị trí của mình xuống bán kính một dặm từ làng Olympic, nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện. Các bạn thấy đấy, đôi khi mình muốn đâu phải là được. Emily Delemon hài hước bày tỏ. Olympic năm 2024, sau chiến thắng lịch sử, vận động viên Việt Nam để thua trắng trước đối thủ Trung Quốc. Chiều ngày 29 tháng 7, võ sĩ Hà Thị Linh bước vào vòng 2 môn boxing hạng 60kg nữ gặp vận động viên người Trung Quốc Giang Wenlu. Dù chạm mặt hạt giống số 1 ở hạng cân này, nhưng Hà Thị Linh lại tỏ ra khá tự tin, chủ động đánh sòng phẳng với đối thủ. Tuy nhiên, với đẳng cấp cao hơn, Giang Wenlu không hề tỏ ra bất ngờ. Trái lại, cô vẫn hoàn toàn kiểm soát tình hình. Hiệp đầu tiên, Giang Wenlu được trọng tài chấm 5 điểm 10, trong khi Hà Thị Linh chỉ được có 5 điểm 9. Sang hiệp 2, võ sĩ Việt Nam chủ động áp sát và chờ thời cơ phản đòn nhưng không mang lại hiệu quả. Ở hiệp đấu này, tay đấm người Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế với 5 điểm 10, trong khi Hà Thị Linh chỉ được 5 điểm 9. Trong hiệp đấu cuối cùng, bà mẹ hai con đã tấn công mạnh mẽ hơn với hy vọng lội ngược dòng. Nhưng tay đấm xứ tỷ dân vẫn phòng ngự hay và có những pha ra đòn chuẩn xác. Dù có đôi chút vất vả, nhưng Giang Wenlu vẫn cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch khi được giành 4 điểm 10 và 1 điểm 9 từ trọng tài. Còn Hà Thị Linh có 4 điểm 9 cùng 1 điểm 10. Trung cuộc, võ sĩ Trung Quốc giành chiến thắng 5-0 trước Hà Thị Linh, qua đó giành vé đi tiếp.
Được biết, ở vòng trước, Hà Thị Linh đã đánh bại tay đấm người Tonga Ibenisa Felsaki. Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử boxing nữ Việt Nam trên đấu trường Olympic. Sau đó không lâu, Nguyễn Huy Hoàng cũng thi đấu ở vòng loại nội dung 800m tự do nam, môn bơi. Trong 300m đầu tiên, Huy Hoàng xếp thứ 5 với thành tích 2 phút 58 giây 26, kém 3 giây so với Kình Ngư dẫn đầu. Ở 200m tiếp theo, Kình Ngư Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 5, nhưng khoảng cách giữa anh với người dẫn đầu đã là 5 giây. Kết thúc vòng loại nội dung 800m tự do nam, Huy Hoàng đứng ở vị trí thứ 5 với thành tích 8 phút 08 giây 39, kém 19,90 giây so với người dẫn đầu. Trong khi đó, ba Kình Ngư dẫn đầu là Aubois Felix Áo 7 phút 48 giây 49, Gareth Benito Carlos Tây Ban Nha 7 phút 50 giây 07 và Henvo Lucas Bỉ 7 phút 51 giây 51. Với kết quả này, Huy Hoàng không thể giành vé vào chung kết nội dung 800m tự do nam. Hoàng Anh Gia Lai bỗng vớ được món hời từ nhà vô địch V-League. Như đã đưa tin từ trước, câu lạc bộ Nam Định đang theo đuổi thủ môn Patrick Lê Giang. Được biết, đội bóng Thành Nam sẵn sàng chi 10 tỷ đồng trên một mùa để trả tiền lót tay cho thủ môn Việt Kiều. Nam Định được cho là muốn ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với thủ môn này. Với lời đề nghị hấp dẫn đó, Patrick Lê Giang rất khó có thể từ chối. Bên cạnh mức lương, thưởng và lót tay khủng, thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam Slovakia còn có cơ hội được thi đấu tại cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á và cúp C2 châu Á. Trong thời gian tới, người gác đền sinh năm 1992 sẽ trở lại Việt Nam để hoàn thành các thủ tục chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Patrick Lê Giang khả năng sẽ khoác áo đội thủ sân Thiên Trường từ mùa giải năm 2024-2025. Một số nguồn tin cho biết, trong trường hợp chiêu mộ được Patrick Lê Giang, Nam Định sẽ để thủ môn Nguyên Mạnh chuyển đến khoác áo Hoàng Anh Gia Lai theo dạng cho mượn. Các nguồn tin này cho hay, đây có thể là hành động đáp lễ của Nam Định đối với đội bóng phố núi. Mùa trước, Bồ Đức bất ngờ cho Tuấn Anh chuyển đến chơi bóng trong màu áo Nam Định và góp công giúp câu lạc bộ này vô địch V-League. Hiện Hoàng Anh Gia Lai cũng đang không có thủ môn chất lượng nào khi Bùi Tiến Dũng bất ngờ quay xe ký hợp đồng với thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có được sự phục vụ của Nguyên Mạnh từ mùa tới, đây chắc chắn sẽ là tin rất vui đối với đội chủ sân Pleiku. Đặc biệt, trong bối cảnh họ vẫn chưa có bản hợp đồng nào sau mùa giải năm 2023-2024. Chi hơn 24.000 tỷ đồng, ban tổ chức Olympic năm 2024 vẫn chết lặng vì điều này. Các đội triathlon 3 môn phối hợp bao gồm chạy, đạp xe và bơi được xếp lịch tập bơi, làm quen sông Sen 2 ngày trước nội dung thi đấu của nam vào ngày 30 tháng 7 và nữ ngày 31 tháng 7. Nhưng ngày 28 tháng 7, ban tổ chức Olympic năm 2024 đã phải hủy buổi tập của triathlon vì chất lượng nước sông Sen chưa được đảm bảo an toàn. Buổi tập luyện đầu tiên của các vận động viên triathlon đã bị hủy do nhiễm ở sông Sen. Đại diện của World Triathlon và tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc kiểm tra chất lượng nước đã quyết định hủy buổi tập bơi trên sông nhằm đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên, tờ Independent viết. Thậm chí, ban tổ chức Olympic năm 2024 cho biết nước sông có thể sẽ không đạt chuẩn ở lần kiểm tra tiếp theo. Hiện, buổi tập ngày 29 tháng 7 vẫn bị bỏ ngỏ và có thể các vận động viên sẽ không được khởi động trước khi bước vào thi đấu. Sông Sen từng bị cấm bơi trong suốt một thế kỷ, nhưng kể từ năm 2015, Pháp đã chi ra khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, hơn 24.000 tỷ đồng để làm sạch sông Sen chuẩn bị cho Olympic năm 2024. Số tiền này được sử dụng vào việc xây dựng một bể chứa nước ngầm khổng lồ ở trung tâm Paris, cải tạo cơ sở hạ tầng cống rãnh và nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải. Nhưng đến sát ngày thi đấu, nước ở sông Sen lại bất ngờ không được đảm bảo vì sự cố trời mưa. Thể thức triathlon tại Olympic năm 2024 dành cho cả nam và nữ, bao gồm bơi 1.500m, đạp xe 40km và chạy 10km. Được biết, các trai athlete không thi vòng loại mà đua luôn chung kết để xác định 3 vị trí dẫn đầu.